Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 4 tủ lạnh hai cánh nào tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là tủ lạnh hai cánh Aqua Aquizer 145N. Đây là tủ lạnh ngăn đá trên, có hai cửa và mang thương hiệu Aqua được sản xuất tại Việt Nam. Tủ lạnh có dung tích sử dụng là 130 lít và công suất tiêu thụ điện là 1.31 kW trên ngày. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng công nghệ làm lạnh hiện đại đa chiều, có khả năng chống đông tuyết rất tốt. Đặc biệt, tủ lạnh còn được sử dụng công nghệ khử mùi nano Fresa gây nên khả năng khử mùi vô cùng hiệu quả. Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp nên có độ bền và độ ổn định được đánh giá cao cũng như tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Thời gian bảo hành của sản phẩm là 2 năm nên người sử dụng hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm mà không lo bị gặp phải vấn đề bị hư hỏng không như ý muốn. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là tủ lạnh hai cánh Inverter Toshiba GRA-G46V Pederet. Nếu bạn đang băn khoăn về tủ lạnh hai cánh loại nào tốt nhất hiện nay thì Inverter Toshiba GRA-G46V Pederet hoàn toàn xứng đáng để bạn đặt niềm tin. Đây là loại tủ lạnh ngăn đá trên và có hai cửa mang thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan. Sản phẩm có dung tích 409 lít, công suất đạt 0.83 kW trên ngày và được thiết kế với mặt gương sáng bóng, màu sắc nổi bật. Tủ lạnh được sử dụng công nghệ làm lạnh hiện đại, đa chiều, đưa luồng khí lạnh thổi nhanh và đều các góc, giúp thực phẩm được làm lạnh nhanh và toàn diện. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ khử khuẩn tiên tiến giúp hạn chế sự lây lan của vi khuẩn trong tủ, đồng thời lọc sạch mùi khó chịu giúp thực phẩm luôn được bảo quản sạch sẽ. Đặc biệt, tủ lạnh có khả năng tự động làm đá, chỉ cần đổ nước vào bình thì tủ sẽ tự động làm đá cho vào khay cho các bạn. Chế độ làm lạnh của sản phẩm rất nhanh nhưng chế độ sử dụng điện thì lại tiết kiệm. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là tủ lạnh hai cánh Panasonic NZBV280QFVN. Nằm trong top tủ lạnh hai cánh tốt nhất, Panasonic NZBV280QFVN là thương hiệu đến từ Nhật Bản, có màu sắc thanh nhã với tông xám trung tính, thiết kế ngăn đá bên dưới tạo sự mới mẻ, sang trọng đồng thời giúp việc lấy thực phẩm thường xuyên dễ dàng hơn. Sản phẩm có dung tích 255 lít với công suất hoạt động là 0.81 kW trên ngày và có kích thước là 145 x 60 x 61 cm. Sản phẩm có khả năng chống đông tuyết tốt. Đồng thời, tủ còn được trang bị đầy đủ những tính năng cần thiết cho nhu cầu sử dụng của con người như ngăn rau củ riêng, ngăn cấp đông mềm, khay làm đá xoay. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện vô cùng ấn tượng và hiệu quả nhờ sử dụng công nghệ Inverter. Hơn nữa, công nghệ kháng khuẩn iClean với tinh thể bạc Agroup khử mùi rất tốt. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là tủ lạnh hai cánh Saab SGX176SL và SGX176EDS. Là tủ lạnh thương hiệu Saab có tiếng trên thị trường, sử dụng công nghệ G-Tech Inverter, giúp thay đổi công suất làm lạnh ở 36 cấp độ, tự động điều chỉnh máy nén giúp giảm thiếu mức độ tiêu thụ điện năng lên đến 32%. Là một trong những dòng tủ lạnh hai cửa tốt nhất được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao và ưa chuộng hiện nay. Sản phẩm có dung tích 165 lít và được thiết kế rất nhỏ gọn nhưng lại mang một vẻ sang trọng, quý phái riêng. Tủ lạnh được thiết kế với nhiều chức năng rất hữu dụng dành cho người sử dụng như chức năng làm đá, chức năng kháng khuẩn, khử mùi rất tốt nhờ công nghệ khử mùi phân tử bạc Nano Ag. Chính vì sở hữu nhiều chức năng đặc biệt nên tủ lạnh có khả năng giữ cho thực phẩm luôn luôn tươi ngon, được đảm bảo vệ sinh tốt, an toàn cho người sử dụng. Hơn thế nữa, bên trong nội thất của tủ lạnh còn được trang trí bằng loại đèn LED nên giúp tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả. Và vừa rồi là top 4 tủ lạnh hai cánh nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc tủ lạnh hai cánh phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.